Em Đại Thanh gửi lời chào tới các bác nhé. Trong clip này em có quay cho anh em về cái quả súp của RCF Bát 30. Súp RCF Bát 30 anh em nhé. Mã của nó này S4012 trở kháng 8 ohm. Tem 7 màu này. Đấy. 8 ohm. RCF Acoustico. Đời này là đời mới nha anh em nhé. Tức là cái đời 4012 này nó sẽ có đời tem xanh và đời tem vuông như này. Thì cái đời tem vuông là đời mới hơn. Đấy. Ở đây thì em có 3 quả. Tình trạng là còn hộp anh em nhé. Và hộp ở đây là hộp này là hộp mà còn nguyên hộp luôn, nhưng mà do quá trình vận chuyển hộp nó nát rồi, nói chung là nó sẽ bị hỏng hộp. Ở đây thì của em còn giấy tờ đấy, giấy khai sinh đầy đủ luôn đấy, giấy khai sinh các thứ đầy đủ luôn, tức là những con này quá mới và quá đẹp luôn cho anh em đấy. Giấy đầy đủ, giấy tờ đầy đủ, giấy khai sinh đấy. Em thì có 3 quả. Và dòng súp này thì để mà nói là nhiều người quảng cáo rồi đấy. Em thì cũng đã quảng cáo con này một thời gian rồi, nhưng thời điểm em về ấy là chưa có ai có con này đâu. Nhưng mà do là cái lúc đó em báo là 15 triệu một quả, giá nó cao quá, nhiều khi anh em không cân đối để mua được đấy. Còn nó mới và nó rất là đẹp. Đấy, cái thời điểm mua thì nói chung là tiền lúc đấy nó cũng cao. Đấy, bây giờ bán rẻ thì không bán được. Đấy. Mà nó còn mới vì mình mua đẹp, tức là mình mua đẹp, tức là mình mua nó còn hộp nó mới đắt. Đấy, chứ còn hàng bãi bây giờ đấy thì nó sẽ rẻ hơn. Hàng bãi nó sẽ dao động vào tầm 10 triệu, 12, 13 triệu. Đấy. Còn hàng mới, còn hộp thì nó sẽ đắt hơn. Đấy. Con này thì nhiều anh em quảng cáo rồi. Về uy lực, về chất âm, đánh rất là thích luôn. Và đánh ở những không gian nhỏ khoảng tầm 20m2, 30m2 thì anh em đánh một quả này. Và anh em đánh rộng hơn ấy, 30m2 trở lên thì anh em làm hai quả. Anh em đánh cái này thì có thể đánh cùng với loa bát 25, cùng với loa bát 30. Đấy, mỗi một loa là nếu đánh với bát 30 thì phải hai quả. Còn đánh với bát 25 thì chúng ta chỉ cần một quả thôi. Con này nó cũng khá là uy lực. Đấy. Và con này ấy, thì anh em có thể kết hợp với những đôi loa full bát 25, bát 30 đấy, của các hãng trên thị trường. Nhưng nếu có điều kiện thì chưa hẳn RCF để nó cùng đồng bộ đấy. Con này thì là xuất xứ là made in Italia đấy. Về độ đẹp ấy, thì quay cho anh em nhìn các góc các cạnh của nó. Và nó còn hộp mà, thì nó rất là đẹp. Made in Italia. Nói chung là em bày ở cửa hàng nó cũng xấu đi một phần. Ở đây còn quả này còn chưa thèm mở ra luôn. Đấy. Cái này thì vì con này nó mới nên là mở cái này ra rất là khó, nên em chưa mở, chưa thử mở. Đấy, em chỉ mở có một quả thôi. Đấy, còn một quả chưa mở. Nhưng về nó còn rất là mới anh em nhé. Đấy. Và giá thì bây giờ em Thanh cũng sẽ chia sẻ với anh em là giá thì em bán là 15 triệu một quả. Đã bao gồm phí vận chuyển lắp đặt. Đấy. Anh em mua được hai quả thì em sẽ bớt tiền đi. Dây rác đầy đủ cho anh em. Hàng này thì bao hay và bao là gọi là trường tồn luôn, bao là chất đẹp luôn, chơi lâu dài. Anh phòng nhỏ chơi những con này thì nó đẳng cấp cực kỳ hay luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé.